Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các bài tập của phần luyện viết các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 2 của phần luyện viết rồi. Nếu như bài tập số 1, mình cũng đã hiểu được, mình đã viết được một cái bản lý lịch rất là ngắn gọn về ông Brown rồi. Thì sang bài tập số 2 này thì chúng ta cũng rất là dễ thôi các bạn. Bài tập số 2 thì nó cũng dựa trên cái nền tảng của bài tập số 1 và cái phần luyện nói của phần speaking các bạn. Trong các bài tập của phần speaking thì chúng ta cũng có đề cập đó rồi, là cái việc khai thác lý lịch của một người đó các bạn. Thì từ hỏi cái việc họ tên, năm sinh, gia đình, rồi nghề nghiệp đó đó vân vân, thì nó có đầy đủ cho chúng ta rồi. Thì thực ra trong phần luyện nói các bạn đã được biết rồi, thì sang phần luyện viết này cứ thế mà các bạn viết ra. Vậy thì cái bài tập số 2 là thế này: người ta đề nghị mình là làm việc theo cặp và hỏi cái người bạn cùng lớp của bạn này, cái đối tác của bạn đó, về những cái thông tin về bố mẹ của cái bạn đó và hoàn thành cái mẫu dưới này. Đây, vậy thì mình hỏi thông tin về bố mẹ bạn đó thì mình phải nắm được là đầu tiên là tên tuổi của bố này, tên tuổi của mẹ đúng không nào? Rồi sau đó là ngày sinh của bố, ngày sinh của mẹ này, của cái bạn mà mình hỏi đó. Rồi cái nơi sinh của hai người đó này, rồi giáo dục phổ thông của hai người đó này, rồi những kỳ thi hai người đó đã vượt qua này, rồi công việc ở trước đây của họ như thế nào này, từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm nào. Như vậy là cái bài tập số 2 này chúng ta kế thừa, chúng ta kết hợp giữa bài tập số 1 của phần luyện viết và cái phần luyện nói, thì các bạn sẽ có đầy đủ cái cách để các bạn hỏi và trả lời, và từ đó các bạn viết ra. Sang cái bài tập số 3 là các bạn sẽ viết ra được thành một cái lý lịch rất là ngắn gọn thôi. Thế thì nếu cái bài tập số 3 mà các bạn vướng á, thì các bạn cũng có thể dựa trên cái bài tập số 1 này các bạn viết về cái ông Brown này. Đấy, mình vừa nói đó xong các bạn. Thì cũng dựa trên các cái nền tảng là ngày tháng năm sinh, rồi họ tên, rồi giáo dục, là đã làm công việc nào như thế nào. Rất dễ đúng không các bạn? Ví dụ như thế này, mình những cái câu hỏi thì các bạn chắc cũng không cần phải hỏi lại đúng không? Bởi vì trong cái phần luyện nói mình đã giúp các bạn rồi. Ví dụ như mình nắm thông tin về bố mẹ một cái người đó, thì bây giờ đầu tiên là mình hello, xin chào, good morning, rồi xong sao xong xuôi hết rồi đúng không? Mình có thể hỏi là may I ask you some question about your parents chẳng hạn. Thì trong bài tập luyện nói chúng ta đã nói rồi, tôi bạn vui lòng có thể cho tôi hỏi một vài câu hỏi về bố mẹ bạn được không? Trong cái phần kia, trong phần luyện nghe, phần luyện nói cũng vậy, thì các bạn nói là bạn có thể vui lòng cho tôi hỏi một vài câu hỏi về về chính bản thân bạn. Thì bây giờ là hỏi về bố mẹ bạn thì mình thay đổi danh từ thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là cái câu này nè các bạn này, cái câu may I ask you some question đó, about gì đó. May I ask you đúng không? May I ask you some question đúng không nào? Questions about your, đó, lúc này bạn tìm hiểu về bố mẹ của người đó là your parents, đó, các bạn đó, thấy chưa, đơn giản vậy thôi. Rồi, thì tương tự các cái câu khác của vậy, mình hỏi về ai thì mình đưa cái danh từ đó vào, đó, rồi, vậy thì cũng có thể mình hỏi là what's your parents' name, hay là what's your mother's name, vân vân, tên bố bạn là gì, tên mẹ bạn là gì, rồi when and where was your father born, when and where was your mom hay là your mother born, và vân đó. Như vậy là các bạn đã có đầy đủ các câu hỏi trong các phần luyện nói, luyện nghe và bài tập số 1 của phần luyện viết rồi. Thì mình tới cái bài tập số 2 này, mình không muốn mất nhiều thời gian của các bạn nữa nhé. Có nghĩa là các bạn cứ dựa vô trong các video trước mình đã làm, mình đưa trên kênh của mình rồi, các bạn vô các bạn xem, thì các bạn có đầy đủ các câu để các bạn khai thác các thông tin này. Ok chưa các bạn? Đó rồi nha. Còn cái chỗ này nó hơi khó một xíu thôi. Thì nếu đến cái chỗ này, các bạn chỉ cần sao? Các bạn dựa trên cái thông tin của ông này nè. Đó, các bạn dựa lên cái câu mà mình vừa hướng dẫn các bạn viết xong này. Từ tháng 5 như thế nào này? Đây, các bạn nhìn này nha. Đây, ông ấy hay cô ấy, lúc sau là nói về mẹ thì cô, nói về bố thì anh, đó, nếu nói về mẹ là she, nói về bố thì he, đúng không? Rồi, các bạn chỉ cần thay đổi cái danh từ nơi làm việc này. Đó, ví dụ làm việc tại một trường học thì sao các bạn? Work in a school, đúng không? Với tư cách là một giáo viên, as a teacher, đúng không? Ta chỉ cần thay đổi cái danh từ các cái loại hình công việc thôi. Đó, các bạn, ý của các bạn hiểu ý mình không? Thời gian cũng vậy, thời gian các bạn có thể để giống cũng được, không sao. Miễn đừng có bố xin năm sáu mấy mà làm việc đến năm bốn mấy làm việc thì không được. Mình làm sao mà đến khoảng hai mấy tuổi là bố làm việc là được rồi. Ba mấy, hai mấy đến bốn mấy đó, được chưa? Đó, tương tự như mẹ cũng vậy. Thời gian các bạn có thể linh hoạt, nhưng cái công việc này các bạn cũng có thể để giống cũng được, cũng có thể thay đổi. Đó, rất là nhiều công việc, ví dụ làm việc tại một bệnh viện, hospital, làm việc như doctor hay là nurse, đó, các bạn điền vào, ok. Rồi sở thích cũng vậy, các bạn có thể thay đổi.
Sở thích có thể không thích âm nhạc, và thích sức là reading, đọc sách, hay là swimming, bơi lội vân vân, tùy các bạn ha. Đó. Như vậy là các bạn hiểu ý của mình cái chỗ bài tập số 2 này chưa? Mình không muốn mất thời gian các bạn rất là nhiều cái chỗ này, cho nên mình nói rất là nhanh chỗ này để các bạn dựa trên các video mình đã hướng dẫn các bạn học rồi đó. Từ cái phần luyện đọc này, luyện nói này và luyện nghe đó thì các bạn đã có đầy đủ các cách để các bạn khai thác thông tin rồi, các bạn viết ra. Ok, đó là cái bài tập số 2. Được chưa? Y như cái bài tập số 1 thôi chứ không khác gì các bạn nha. Rồi sang cái bài tập số 3. Bài tập số 3 thì mình cũng cố gắng nói nhanh thôi. Ngắn chỗ này một xíu rồi thì các bạn cứ thế các bạn làm này. Viết một văn bản về bố mẹ của bạn, một người bạn mình đó, và hỏi anh ta và cô ta đọc cái văn bản đó để xem liệu cái thông tin có đúng hay sai. Thế thì cái bài đó thì cũng không có gì khác cả. Mình đã viết xong rồi, mình dựa trên thông tin của bạn mình cung cấp cho mình rồi mình viết vào. Mình viết vào xong rồi mình đưa cho bạn mình đọc. Bạn mình đọc xem à cái chỗ nào sai thì sửa, chỗ nào đúng thì để vậy thôi. Chứ bài tập số 3 cũng chẳng có gì khác cả, được chưa các bạn? Đó, mấu chốt vấn đề là cái cách để các bạn tìm hiểu thông tin, khai thác thông tin ở trên này. Đó, họ tên, ngày tháng, năm sinh, giáo dục, rồi sở thích, rồi nghề nghiệp ra sao, rồi các cái trải nghiệm đó thì các bạn hỏi. Đó, như vậy là cái phần bài tập luyện viết của bài tập số 2 và bài tập số 3 thì mình cũng cố gắng nói nhanh như vậy để các bạn nắm được thôi. Chứ còn mình không muốn mất nhiều thời gian các bạn chỗ này nữa. Nếu các bạn muốn cụ thể hơn, chỗ nào không rõ thì các bạn có thể hỏi mình sẽ cố gắng giúp các bạn giải quyết tốt các bạn nhé. Rồi, một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Một việc làm nhỏ các bạn nhưng lại mang lại cho mình một cái niềm vui rất là lớn đó các bạn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo ở phần Language Focus. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn học vui nhé. Và mong các bạn học càng ngày càng giỏi, càng ngày càng tiến bộ. Đó cũng là niềm vui của mình đó các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.